Xin chào mọi người nhá, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Clip này là tiếp tục về những set súng cung hoàng đạo. Thì mình sẽ làm về khẩu Sky Virgo. Đây là khẩu súng thuộc cung sử nữ. Nhưng mà thôi, anh em cho phép mình cầm cái con dao này đi. Dao găm mà, nó xẻ thì nó găm vào mặt từng đứa một. Nên là mình sẽ không mang cái IAS đi nữa. Nói chung là vẫn đẹp, nhìn vẫn chất lượng lắm. Khẩu súng thì to vãi cả trưởng nha. Với cái dao bé tí tí tí. Có lẽ VC hơi tiếc sắt. Khẩu này mình cảm tưởng bắn nó như khẩu Sky Ultimate Sliver Mid ấy. Bắn khá là chất lượng, thời đại cũng nhanh. Thành niên núp kinh thế. Không tiệm thò cái mặt giặc ra. Với cuối cùng anh núp vào đấy là em biết anh chết rồi, thăng rồi. Nó đỏ lò cái chỗ kiểu như là hồn bay khỏi xác. Có bạn đi ăn hôi. Bạn ấy cố lên, mình ở đằng sau đây. Úi giời ơi, đã lùa ra đây rồi, úi giời ơi. Sao đây, chạy ra chỗ mình thì không. Người ta đã cất công, người ta cứu rồi. Cảm thấy lòng tốt của mình bị đặt nhầm chỗ. Vào đây, nhầm nhảy ơi. Nhìn bạn đẹp quá. Úi giời ơi, bừng lên sức sống. Đó làm. Hay thế, hero. Nhiều anh em bỏ mình làm với 4 nâng cấp nhiều. Trận này mình quay trở lại chế độ zombie thường mình làm. Úi giời, kinh. Anh tơ bay của đấy là có nghệ thuật, có tính toán. Nhưng mà anh lại chưa tính thì em bắn anh rồi, hơi phí. Vào đây, vào đây, vào đây. Đúng rồi, nhấp nháy, úi giời ơi. Ui giời ơi, chém xịt nhưng mà nó còn lôi lại một phát nữa, tôi chết. Tôi không hiểu tại sao phát đấy mình đi về gặp ông bà luôn. Xuống giữa ông bà hỏi, tại sao con chết, mạng lát. Hay quá, toàn dùng lo thôi. Rồi, chiến luôn. Bây giờ là giờ của hổ báo rồi. Mày này, không cho mình ăn con nhấp nháy này. Cái tội cán mình phê à. Rồi, lên đây thôi. Úi giời ơi, đẹp trai. Bây giờ là test ram súng. Đúng rồi, đẹp trai có gì sai. Quan trọng là anh em có biết cách để đẹp trai hay không thôi. Úi giời, combo. Bạn cứ nhảy đi. Cứ nhảy đi. Đây là súng ride đấy, uy lực nó mạnh lắm. Bắn phê thật đấy. Mình thích rồi đấy, bắt đầu thích hoài rồi đấy. Nữa này. Mày nữa này. Ok, mất ra chơi luôn này. What the hell, cái gì vậy? Ok, chiến tiếp thôi, biết ngay mà. Chơi V4 thường, thỉnh thoảng chơi cay lắm. Zombie out liên tục ấy. Và mình lại ra nâng cấp mình chơi. Thế cho nó hổ báo, chơi đúng một trận. Nói chung là làm chế độ zombie thường ấy, thì mình tốn nhiều thời gian hơn, mình tìm phòng với các kiểu. Còn cái này thì gần như là zombie rất là đông. Mình lại thích, bây giờ chém zombie như này nó mới phê. Dao găm rồi, phượt thủ rồi. Ui giời, kinh không kìa, cả trước cả sau. Vâng, bạn này mình chính thức trao cho bạn cái giải là nhỏ nhất năm. Đã nhỏ mà lông bạn lại còn dài nữa cơ. Chạy đâu, chạy đâu có sâu. Mày chạy đi đâu, vẫn chưa nhấp nháy. Úi giời ơi, thanh niên tỉnh nhất năm. Vâng, bây giờ là rất là nhiều giải thưởng. Chào cho các bạn, cuối năm rồi. Người nữa này. Mình không thích chém đặc biệt thì mình chém thường thôi. Đằng nào cũng chết. Nói chung là bạn chết thì con dao đây là. Bạn cảm thấy cái chết nó thanh thản không? Nó nhẹ nhàng không? Ủa sao đây đông như này, úi giời ơi, phê chưa? Có gì 8 nó cứ được ghim là mình bay từ trên đây xuống là cuộc đời đó là thuộc về mình rồi đấy. Hay quá. Cho con bom, đúng rồi, hero ơi. Cậu chém chết thằng tơ đi cho mình. Chưa nói đã chém chết tơ luôn rồi. Và cái chữ tơ đã mất khỏi màn hình rồi. Lại đẹp trai, lại vũ khí chính. Úi giời ơi, đây là số hưởng. Ông trời bắt mình cơ tim là đây chứ đâu. Mày, nữa này, mày này. Úi, thôi. Ôi giời ơi, bắt đấy mà ăn được Dopper cận chiến thì em lại lên bảng vàng rồi. Nhấp nháy đuổi à, thôi bây giờ em biến thôi, cho lành. Ôi giời ơi, chém những cái pháo đi vào lòng người. Mình cảm thấy mình lại đẹp trai rồi, hồi lại tuổi thanh xuân rồi. Đâu biết rồi. Ô, 1v2, vẫn còn 1.300 máu hộ cái à. Anh em là hộ cái. Ui giời ơi chị ơi, chúng ta cùng chơi cò cua đũa. Khiếp, toàn bọn tiến hóa thế này thì bố thế nào dám chơi. Còn có 1.300 máu thôi, 1.500 rồi. Mày vào đây, làm gì? Cậu định làm gì mình, cậu nhớ nữa đi. Thời gian là vàng là bạc. Một phát. Thằng kia này cũng thuộc dạng chảy cối đấy. Da bò đây, mặt dày đấy. Tính kịch. Eo ơi, sôi nó được 3.600 máu kìa. Ôi thế các bạn khen nó hay là khen mình hay đây.
Ồ, toàn khen hay thôi và người ta chém chết cả phòng, có đúng một con không khen, khen cái thằng chém chết hero. Mà nó mình yếu rồi chứ khen chắc là khen mình đấy. Đều thế. Ui giờ hò quá cơ. Đâu hết rồi, đâu hết rồi. Nó đen thế nhỉ? Cứ lúc nào mình thốt ra những cái lời phản ngọc là biến xôn. Thôi bây giờ nó tốt nhất là cứ nói bình thường thôi. Mày chạy đâu chạy? Ô thanh niên dị nhất năm bạn bắt cái. Vâng, bạn là hồng thất công rồi. Mình chém mất giáp. Xong là lại lao xuống mặt cho mình chém. Một người chắc là nó muốn nó chết trong vòng tay của mình. Một cái chết êm ái đi vào lòng người. Ăn bom. Úi giời, cứu nhau đi. Cứu nhau đi rồi chết. Vâng, các bạn đã thể hiện những cái tinh thần đồng đội. Nó quá là tuyệt vời luôn ấy. Ô. Rồi. Đùa, hôm nay đẹp trai quá. Toàn thằng nó muốn chết vì mình thôi. Bây giờ anh em có liều thuốc nào giảm bớt sự đẹp trai lại được không? Ôi, chém gió thế thôi. Chứ mình biết cái nhan sắc của mình nó có hạn. Nhưng mà thủ đoạn nó vô biên lắm. Ý, nhưng bạn này còn y tá ở đây thì bạn phải làm thay nó nha. Cậu có biết này. Y tá nó là nó định trả thù cho y tá mới tiếc. Y tá là một cái bóng hồng lẻ loi trong một vô số những cái con zombie giống đực. Là chém mất nó là bọn mình cũng mất hết niềm tin sống đấy. Cái con này chém rất là thích. Thực sự mình cực thích con này luôn ấy. Phê thế. Nhìn nó nhỏ kiểu như dao bình thường chỉ có Clive và Black này. Với cả mấy cái dao linh tinh chém nó rất là yếu. Nên là mình cũng ít khi cầm chơi zoom. Nên là chơi con này vừa nhẹ vừa chém mạnh. Con này còn vừa phê. KC. Mừng mình bắt đầu nhóm bạn rồi đấy. Từ nãy giờ bạn ăn máu của mình hơi nhiều. Cay rồi đấy. Nó bồi thù dai lắm. Vâng, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Đời mình không trả thù được thì đời con nó trả thù. Thù qua đời này, từ đời này qua đời khác rồi mà. Thế mà gọi là tiền thù sai. Ôi trên kìa, trên kia kìa. Úi giời ơi, các bạn đang đứng chào hàng nhau. Úi giời ơi, tiến hóa rồi. Đang đứng chào hàng rất đông và hung hãn. Thằng này, thằng nào. Ok, lại là nó, vâng lại là bạn bác cái. Ơ, mình nhìn thấy có nhân vật mình đã đoán ra là bạn rồi. Mày chạy kinh đi. Rồi chết rồi. Cái thằng ấy nó chỉ muốn chết vì mình thôi. Cứ nhảy xuống cho mình chém. Đây, thằng này cũng thế, số bạn lại nhọ rồi. Hồi sinh ngay chỗ vừa bị giết. Con gì cay cú hơn. Ui giời, bất ngờ chưa. Bạn đang nghĩ lại mà mình bay cách nào ra đấy. Bất ngờ chưa, ai hi đồ ngốc. Bạn nhảy qua cái song sắt là cái chỗ đấy mới qua được. Chứ nhảy bình thường không qua được, con đi trước mày này. Tào lao, đúng rồi lại cứu nhau. Ui, mình tơ. Ui giời, mình tơ. Được rồi. Từ thôi. Ui giời ôi khiếp. Xong kiếm nó vả kinh quá. Thằng kia sơi đó vừa kêu kìa. Tiền số bố thằng khốn nạn nó ăn hết đồ của đồng đội thôi. Khẩu Sky là cung xử lữ. Còn khẩu lục này là Liberia là cái gì quên mình cũng quên mất rồi. Vì lâu mình không chơi, không đả động với em nó. Từ cái đợt mà ra khẩu lục này này, với cái EIS ấy, mình cũng rất là thích. Bởi vì cung hoàng đạo mà có 12 cung thôi. Nên anh VTC không thể sơn phết lại được. Đúng không? Hôm nay là cung sư tử 2 à. Nên là không lên, anh em phải đá chết. Rồi, y tá, có y tá rồi, có y tá rồi. Ôi, thằng tư. Ôi, rơi luôn này. Ôi giời ơi. Vâng, phát đấy, nó ăn mất cái giáp của mình, mất hết cả bình tĩnh. Nhảy rơi luôn xuống dưới. Đùa nhau. Thôi không xảo lại, chém mất chết. Lại bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vậy. Và bán thân cho zombie. Bây giờ bán hết, có gì bán hết. Nói chung là cua từ nãy giờ hai trận là anh em cũng nhờn mặt mình ra rồi đấy. Phải có chém kinh quá. Nhảy à. Ui ôi. Cho ăn luôn để mình tiến hóa thành con tơ kia thì không. Tham gì 1-2 kill. Anh em trai hiểu ý nhau cái gì. Đâu rồi. Mình lên bạn tuệ tuệ cốc máu. Ăn 2.000 rồi, các bạn ấy sơ lốt đi. Trừ đi 200 của mình nữa là mình ăn được 1.800 đấy. Tí nữa liệu biết đường mà chia kill nhá. Mỗi thằng một ít. Mỗi thằng hit một cái. Úi sợ thơm. Đúng là nhất anh Từ đấy rồi. Từ dưới anh vẫn với lên được. Đúng là hàng là của nhà anh hết. Nhanh VL. Ăn lói mồm rồi, nó chửi nhanh VL. Mỗi thằng khốn nạn. Bạn mà chưa biết cái kiểu biến hero 1 giây chết luôn đâu.
thật sự là khóc, khóc không ra nước mắt cơ. Mà nó ra nó ớt, nó cay mà. Xong nó cú thêm phát nữa. Nên là anh em không nên đú với cái cách chết đấy. Tốt nhất là hero chúng ta cứ chạy đi, đừng hổ báo mà solo nó ngay lúc đầu. Rồi ai hi đồ ngốc. Rồi lại sang đây, dẻ máu thôi, bọn nó nhấp nháy là mình lao xuống chiến luôn. Nạ kinh thật, chém nhanh vãi trưởng nha. Y tá hay lắm. Được rồi, y tá ơi. Đúng rồi, đâu rồi? À, thôi chết luôn rồi. Nó tàng hình hồi máu. Quá nhiều thủ đoạn. Tay con Ranger này con cứ bắp phết, cầm cái dao đẹp thật. Con này các bạn chỉ kiếm trong những đợt event tiêu vi coi thôi. V hero này, V lướt special. Tất cả những nhân vật này đều trôi zone, trôi team rất là tốt. Đây, sau này thả thính, thả thính, thả thính. Bạn ra ngoài, bạn nó nhìn thấy, bạn nó giết như con vừa nãy ngay. Đúng, chúng ta chỉ chơi chơi nhau ở trong đây thôi. Chỉ hai chúng ta thôi. Một tình tay đôi nó mới hạnh phúc được. Con này trông máu thế nhỉ. Dìa mãi không chết được nó. Không nhấp nhảy như này. Có anh ở trên kia kìa. Thằng nào đấy bạn ấy nhớ cho thằng này nó xuống nó sơi mình. Thằng này nó không xuống. Cay. Rồi anh em biết giết rất biết cách chôn nhau. Mày nè, chạy à. Solo luôn. Solo luôn, nhẹ nhàng chưa? Cắt ngang nhá. Rồi, may quá. May quá, em cầm sẵn quả bom rồi. Rồi, vẫn còn giáp. Rồi, 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 hay thế. Úi trời ơi, thằng Tơ nó lại biến thành còn có cánh rồi. Thì bạn đừng hòng mà đuổi được mình nhá. Nói thật, rùa mà đua với thỏ à. Không phải là chuyện ngụ ngôn đâu bạn ơi. Rất tít luôn. À, xem con này nó đuổi kiểu gì. Bây giờ không ấn ngờ được. Không chạy nhanh, không đáp bom được thì làm sao mà sống. nữa này, đây con y tá này. Mày nhấp rồi. Cho mình chém cái. Mày à, chạy chém luôn. Úi giời ơi, đồng lắm. Win rồi. Ơi, con dừng clip ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.